Set up quầy bar. Thì có khái niệm là gì? Công việc đầu giờ của một người pha chế trong khi làm việc của một người pha chế, sau khi làm việc của một người pha chế. Khái niệm set up quầy bar là chuẩn bị tất cả các hàng hóa, nguyên liệu, dụng cụ để kinh doanh cho một ngày. Công việc đầu giờ, bàn giao ca và nhận ca làm việc trong một ngày. Đối với một người barista, khi bước vào làm việc thì phải bàn giao ca làm việc, ký vào sổ để nhận ca, để kiểm tra những đồ dụng cụ và những nguyên vật liệu. Sau đó mình sẽ ký nhận vào đủ hay thiếu. Thì một ca làm việc thường khoảng là từ 7 giờ cho tới 3 giờ và 3 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm. Thì cái lúc giao ca là giữa 3 giờ và 11 giờ. Thì khi giao ca là mình phải tiến hành bàn giao ca và nhận ca làm việc. Kiểm tra dụng cụ làm việc trong quầy. Thì khi nhận ca xong thì nhiệm vụ của người barista là phải kiểm tra tất cả dụng cụ có trong quầy, dụng cụ nào còn hoặc thiếu. Nếu thiếu thì phải ký vô cái sổ nhận ca là thiếu, lý do tại sao thiếu. Nếu hư phải ký vô tại sao hư để còn báo cáo. Kiểm tra các loại trái cây nguyên liệu ở trong quầy, thì coi như trái cây nào còn bao nhiêu gram, còn bao nhiêu ký, cái nào hết, cái nào thiếu để đề xuất. Vệ sinh quầy bar là vệ sinh tất cả các tầng đặt những gì ở trong bar. Sau khi làm hết những công việc trên thì một người barista sẽ tiến hành đi xuống kho nhập hàng hóa để kinh doanh trong ngày. Sắp xếp lại vị trí pha chế, nguyên vật liệu và dụng cụ. Thì trong một quầy bar thì có bộ phận barista và bộ phận bartender. Thì bartender thì chuyên về pha chế rượu thì sẽ sắp xếp một bên. Còn barista thì chuyên pha về một cà phê máy và một số loại thức uống tổng hợp. Thì mình sẽ sắp xếp theo một bên, theo thứ tự, không lẫn lộn giữa các bên. Để khi khách hàng hoặc nhân viên kêu nước order vô thì mình biết cách mà làm. Nguyên vật liệu phải sắp xếp theo trật tự, dụng cụ của barista để một bên, của bartender để một bên, không được quyền để lẫn lộn. Chuẩn bị đá bi, đá bào trong quầy. Thì khi kinh doanh nếu mà không có đá thì không thể nào kinh doanh được. Thì đá rất là quan trọng, thì tối không được để thiếu. Bởi vì đầu giờ chập đá cho đủ bán trong ngày. Cắt cam, chanh, thơm, trang trí. Thì đầu giờ vô là phải cắt sẵn đề co để sẵn hết bao nhiêu thơm, bao nhiêu cam, ngoài ra những loại trái cây liên quan đến thức uống cắt sẵn, sau đó mình sẽ bỏ vô tủ lạnh để mát. Sau khi làm hết những công việc trên thì một người barista sẽ đi chỉnh đốn lại đồng phục, đầu tóc, trang điểm nhẹ đối với nữ, còn đối với nam thì đầu tóc phải vuốt gel gọn gàng lên, đồng phục thì phải chỉnh tề. Trong khi làm việc, sau khi công việc đầu giờ mình đã set up xong thì tất cả barista phải đứng vào vị trí trong quầy bar, không được giờ bỏ vị trí làm việc nếu chưa có sự đồng ý của quản lý. Phát hàng cẩn thận, khi nhận được order từ ngoài phục vụ vào trong quầy bar thì phải nhìn order thật kỹ, nhìn số nào rõ ràng số đó, nếu nhìn không thấy là phải trả order ra bên ngoài để cho phục vụ ghi lại từ đầu, chứ tuyệt đối không nhìn lẫn lộn. Thường hay lẫn lộn giữa số 2 và số 3. Pha chế các loại thức uống đảm bảo chất lượng. Thì trong công thức có những thành phần gì thì phải pha chế đúng thành phần đó, không được bớt đi thì nó sẽ ảnh hưởng tới ly nước, nó sẽ không ngon. Không đùa giỡn trong giờ làm việc. Bởi vì một người barista khi đứng pha chế thì khách hàng ngồi xung quanh, khách hàng sẽ thấy nếu chạy trong giờ làm việc và đùa giỡn nghe những tiếng động thì ảnh hưởng những khách hàng xung quanh. Giao tiếp với khách hàng thì khi khách hàng thường sẽ có một số khách sẽ ngồi trực tiếp trong quầy bar. Khi mình pha chế xong thì mình phải nói chuyện với khách, phải trò chuyện với khách, hỏi thăm khách hàng, một tạo một sự thân thiện với khách hàng để khách hàng sẽ đến lại quán lần sau. Kiểm tra lại hàng hóa đảm bảo kinh doanh trong giờ làm việc.
Thì trong lúc làm việc thì một số barista người ta sẽ không thấy, không để ý công việc. Thì khi quay lại thì có một số hàng hóa hoặc nguyên vật liệu sẽ hết, thì sẽ không đủ bán trong một ngày đó. Thì phải thường xuyên kiểm tra lại hàng hóa, thường xuyên kiểm tra lại hàng hóa. Sau khi làm việc, kiểm tra lại hàng hóa và các loại trái cây để vào tủ mát bảo quản. Trái cây hư phải bỏ ngay, tuyệt đối trái cây không để trong tủ đông. Có nhiều barista khi kiểm tra trái cây xong bỏ vô tủ đông, sáng ngày mai trái cây nó hư hết, bỏ vào tủ mát. Các loại như kem thì phải bỏ vào tủ đông. Kiểm tra là cái hàng hóa nếu thiếu không đủ cho ngày mai bán thì phải để trước chiếc kho. Đề xuất hàng hóa cho ngày hôm sau. Khi báo cáo tồn kho xong thì ngày hôm sau cần những loại trái cây gì, những nguyên vật liệu nào, những dụng cụ nào cần mua thì phải đề xuất trong ngày để ngày mai cho kho mua để có kinh doanh trong ngày. Vệ sinh tất tần tật trước khi ra về, mặt ba, quầy ba vệ sinh sạch sẽ, tuyệt đối không để mùi hôi. Sau khi tiến hành làm những công việc trên thì khâu cuối cùng là bàn giao ca làm việc, tất tần tật hết và nhận ca làm việc, bàn giao từ nguyên vật liệu, trái cây, máy móc, dụng cụ trước khi giao về. Sau khi bàn giao ca làm việc xong thì nộp báo cáo hàng hóa cho về phòng kế toán. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.